Cao Tu. Kênh của mình là chuyên phân phối và lắp đặt màn hình Android Auto CarTap và review một số dòng sản phẩm liên quan đến màn hình Android, cũng như là hướng dẫn các bạn xử lý một số lỗi nhỏ mà màn hình thường hay mắc phải nha. Màn hình Android CarTap lắp trên xe Kia Forte 2011, bóc tem luôn, màn hình thông minh, tất cả mọi thứ đều sử dụng qua giọng nói trên vô lăng, chứ đừng bấm nút trên vô lăng mà nói. Chỉ đường đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mở video remix. Màn hình tích hợp cam cầm lề, đá xi nhan tự nhảy vào màn hình luôn. Cam cầm lề HD siêu nét, cam lùi cũng HD, cực kỳ nét, góc rộng 170 độ. Trở về màn hình chính. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay hữu ích, hãy bấm vào nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những cái video mới nhất. Đừng quên để lại comment phía dưới những câu hỏi, những góp ý để kênh của mình hoàn thiện hơn.